Xin được cảm ơn thầy Trương Vĩ Thành. Và tiếp theo sẽ là phần quyết định khen thưởng cán bộ nữ công đoàn tiêu biểu cấp cơ sở năm 2017-2018. Xin được trân trọng mời thầy Nguyễn Đức Thành sẽ lên điều hành phần công bố quyết định và cũng như là sẽ mời trao thưởng. Kính thưa thầy Trần Xuân Quang, nguyên là chủ tịch công đoàn khối. Kính thưa anh Trần Nhật Sinh là chủ tịch công đoàn khối. Kính thưa ban giám hiệu, cùng công chức, các công chức, viên chức, người lao động, có thể sinh viên trường đại học sân khấu Điện ảnh cũng như thân mến, tôi xin được thay mặt ban chấp hành công đoàn đọc quyết định về việc khen thưởng cán bộ nữ công đoàn tiêu biểu cấp cơ sở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Số 38 quyết định về việc khen thưởng cán bộ nữ công đoàn tiêu biểu cấp cơ sở. Căn cứ quyết định số 5 quyết định sân khấu điện ảnh ngày 22 tháng 1 năm 2018 của Ban chấp hành cơ sở về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ kế hoạch số 115 kế hoạch Công đoàn khối ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Công đoàn khối về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Căn cứ đề nghị của các tổ công đoàn cơ sở về khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu cán bộ nữ công đoàn tiêu biểu cấp cơ sở. Xét đề nghị của ban nữ công đoàn cơ sở, quyết định điều 1 tặng giấy khen của công đoàn cơ sở cho 3 nữ công nhân viên chức lao động có danh sách kèm theo đạt danh hiệu phụ nữ công đoàn tiêu biểu cấp cơ sở năm 2017 và 2018. Điều 2, ban chấp hành ban nữ công đoàn cơ sở, các tổ công đoàn cơ sở, các cá nhân có tên trên thi hành quyết định này thay mặt ban chấp hành chủ tịch Lê Nguyên đã ký. Và bây giờ xin được mời 3 cá nhân có tên sau đây sẽ lên sân khấu để nhận giấy khen ạ. Xin mời số 1 là chị Nguyễn Thị Hằng, tổ trưởng công đoàn liên phòng 1. Số 2, mời chị Lê Thị Kiều My, tổ trưởng công đoàn phòng hành chính quản trị 1. Số 3, mời chị Trần Đức Bảo Khanh, tổ trưởng công đoàn liên khoa 2. Là xin mời 3 cá nhân lên sân khấu để nhận giấy khen. Xin mời đồng chí Lê Nguyên Đạt, chủ tịch công đoàn trưởng, nên tặng được khen hoa cho cá nhân. Xin được chúc mừng 3 cá nhân tiêu biểu trong năm vừa qua đã có những thành tích rất là xuất sắc cho công đoàn trường. Mong rằng các chị tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng công đoàn chúng tôi. Cảm ơn thầy Lê Nguyên Đạt. Tiếp theo xin dành một phần biểu hiện sân khấu cho MC.